Xin chào mọi người đến với Song Thi Family Cuộc Sống Mỹ ở Florida. Hôm nay thì mình chia sẻ về một chút xíu về cái đi mua quà cho bé để tặng cho cô giáo. Ở đây thì thường thường người ta tặng vào dịp Giáng sinh hoặc là Giáng sinh về Tết thôi, chứ không có tặng Tết thì mình cũng không thấy, đa số là Giáng sinh nhiều hơn. Mọi người nhìn nè, quá trời mình đi vô Bed Bath Body Works, mình mua một cái gói quà tặng cho cô giáo. Thường thường ở Việt Nam thì có một cô giáo chủ nhiệm đúng không? Thì ở bên này thì mình thấy trong lớp tới hai cô giáo với một người phụ trách nữa. Mà ở đây nó bán nhiều thứ lắm, mọi người vô là không muốn đi về luôn. Nó bán nhiều sản phẩm luôn. Giống như cái gì, cái này là nến hả? Đúng rồi, nến thơm nè mọi người. Rồi cái chai xịt thơm nữa. Ở đây nó có bán xà phòng rồi. Còn bên này thì nó bán cái sản phẩm để bỏ trong xe hơi, mùi hương nó bỏ trong xe hơi. Rồi nói chung là nhiều sản phẩm lắm. Cái này cái gì cũng muốn mua hết. Nói chung là vô đẹp mà mùi rất là thích luôn. Đông lắm luôn. Nhưng mọi người, cái này là nến thơm nha. Thì trong Tết thường thường người ta giảm giá, nhưng mà cái mấy cái năm trước thì nó lại có phiếu giảm giá. Khi mình mua xong mà nó đưa phiếu giảm giá thì mình đi mua tiếp. Năm này bị dịch đó, do đó là nó không có cái phiếu giảm giá như mọi năm, mà online thì cũng không có. Do đó là mua năm nay, khi nào mình nói sử dụng cái sản phẩm mà đưa giống như nó gửi mail về tận nhà cho mình đó, thì mình lấy cái đó đi mua được. Mà mình thì hôm năm nay thì mình không thấy cái mail gửi về nhà, cho đó mình mua mình không có được giảm giá. 15 đồng 95 cho một cái hũ hũ candle, hũ hũ đèn cầy như thế này. Nhiều mùi lắm mọi người, thoải mái mà lựa chọn luôn. Nói chung là sản phẩm trong này rất là tuyệt luôn, thật sự. Còn cái này là nước rửa tay, nước kho, nói chung là nhiều thứ lắm. Cái chai này mùi cũng rất là quyến rũ luôn. Nhưng mà mình không có mua cho mình sẽ sử dụng lotion một loại thôi. Còn cái này thì mình đi mua cho cô giáo, thì sẵn tiện thì mình sẽ quay sơ cho mọi người biết về cái sản phẩm ở bên này luôn. Nói chung là đẹp lắm, nhiều lắm luôn á. Do đó là mình rất là thích. Mua thì không có nhiều mà đi quay. Nói chung là sản phẩm bên này rất là đa dạng và phong phú luôn mọi người. Đã lắm, nói chung là nhìn mọi người nhìn thấy là thích luôn, mình cũng thích luôn. Đi vô, cái này là nước lotion nè, nước rửa tay nè, rồi xà bông tắm nè. Cái này là xà bông tắm mini, mua 2 tặng 1. Còn có một cái loại mà lotion kia là mua 3 tặng 3 mà không có phiếu giảm giá. Nhiều lắm. Cái cửa hàng nó không có lớn lắm nhưng mà nhiều lắm. Cái này là nước rửa tay nè mọi người. Nói chung là đã lắm luôn. Mua mua thì ba cô giáo với mình mua thêm một ít nữa, mấy cái hộp này cũng dễ thương nè. Cái hộp này thì ở trong thì có 3 chai, một chai rửa tay, một chai nói chung là cái chai gì đó, là nhưng mà 16 đồng 95 sen một cái hộp như vậy. Tại vì mình đi mua cái nó không có giá, nó không có cao như cái hộp mình mua cái bịch, nó buộc lại đơn giản thôi. Nhưng mà cái này nhiều mẫu mã lắm. Cái này màu xanh, màu cái kia màu vàng, rồi có cái màu đỏ nữa. Cái hộp màu đỏ này rất là sang chảnh luôn này mọi người. Cái hộp này là chai lớn luôn nha, chai lớn luôn, nặng lắm. 30 mấy đồng á, mình coi thử 30 mấy đồng ta. 30 32 đồng, 32 đồng mấy á. Nói chung là thích. Nhiều mùi lắm, cũng không biết lựa mùi nào luôn, mình cứ lấy cái màu nào mình thích thôi. Do đó là mình không có lựa mùi. Lựa mùi thì cứ mùi này nó át lắng mùi kia thì rất là khó chịu. Do đó là mình đó, giống như cái mùi này nó cái hộp này nữa, cái hộp khác nhau thì cái mùi nó sẽ khác nhau. Nói chung là nhiều nhiều loại, nhiều màu lắm. Nói chung rất là đa dạng để mình lựa chọn. Cái này là nước rửa tay này, gel rửa tay nè mọi người. Đã lắm luôn á, nó thật sự là đi vô trong này là nói chung là phải bỏ một ngày, một buổi sáng vô để xem. Nói chung là cái màu vàng chanh nè, còn cái hồi nãy là cái màu khác, là nói chung là nhiều loại lắm. Ở trong này rất là nhiều loại. Cái này rửa tay nè. Đó.
xịt tay đó, xịt vô tay để mình rửa đó mọi người. Nói chung là nhiều, bây giờ thì tại vì dịch đó thì nó sẽ ra nhiều loại cho rửa tay thì nhiều hơn, chứ mấy năm thì không có. Nè mọi người nhìn rất là đa dạng luôn, nhiều 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 lắm 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 luôn. Nói chung là vô đã. Cái này thì hương hương trái này là trái bi trái gì đó, gần như trái táo rồi chứ gì đó. Bên này là lotion lớn nhỏ, nói chung là nhìn đẹp, đẹp lắm 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 luôn, nhìn rất là thích. Cái lotion nhiều lục nhiều loại lotion mới ra nữa đó. Như hôm nay là body care thì buy buy ba, mua ba tặng ba, hoặc là mua hai tặng một. Cái chai này cũng thích luôn ha, nhưng mà mình chỉ đi nhìn thôi, mình không có sử dụng cái loại này nhiều, mình chỉ sử dụng một cái loại lotion thôi. Nhưng mà mình nói chung là mình không có sử dụng cái này nhiều, mình do đó mình chỉ đi mua thôi. Mình thích vô cái này. Còn cái chai nước hoa này hình như là 40 49 đồng mà sao đó, 40 39 đồng 59 sen cho cái chai nước hoa này. Nếu mà mình xịt nhiều quá, mình chỉ thích một cái loại nào thôi, mình xịt nhiều quá thì nó bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên là mình ít ít khi xịt lắm. Xịt nhiều quá là mình không biết loại, cái lựa chọn cái loại nào luôn á. Mọi người nhìn từ trên xuống dưới nè, nó sắp xếp rất là, nhìn rất là đẹp mắt luôn, chỉ là muốn mua thôi mọi người, đẹp lắm luôn đó. Do đó là hàng sản phẩm rất là đa dạng và phong phú. Mọi người nhìn nè, bên này là nến nè, nến nó để nhiều loại lắm, rất là thích luôn. Cái này là cái hộp để đựng đèn cầy đó mọi người. Nói chung là đẹp, hoa văn rất là tỷ mỉ, chắc cũng mười mấy đồng, 20 đồng một cái hũ như vậy thôi. Còn ở trên là lotion, cái màu này đó, màu 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 nho này rất là sang chảnh luôn, là mọi người nhìn đẹp quá. Còn bên này thì họ sắp xếp nhìn rất là đã mắt luôn đó mọi người ơi. Nhiều loại, nhiều sản phẩm, nói chung là về body hết tất tần tật luôn. Nhìn là muốn mua liền, mua nhiều để về tặng luôn đó mọi người. Hôm nay mua đồ về tặng cho cô giáo này mọi người ơi. Đi đi Bed Bath Body Works này. Một một bịch như vậy gồm có 3 món. 13 đồng 50 cent chưa thuế. Đây. Dễ thương không? Đó, một bịch như thế này. Kèm theo một cái thiệp và một cái gift, một cái gift trong Target khoảng 20 đồng nữa. Cái này là đi cho cô giáo mà một lớp, bé nhà mình tới 3 cô giáo lận mà đấy, ghi xong rồi dán lại hết rồi, ngày mai đi tặng cho cô giáo. Mọi người thấy khổ chưa, mình mua cho 3 cô giáo mùa giống nhau đi, tại vì mình không có biết cô giáo. Giống như cái thiệp này, thiệp này chỉ viết như này thôi chứ mình cũng chả biết viết gì. Rồi kèm theo vào, tại vì cô có 2 cô giáo chính, còn cái này là cô giáo chỉ phụ thôi, không biết là cô giáo, cũng không biết tên gì nữa, chỉ biết hai tên 2 cô giáo này thôi. Còn một cô kia là người phi lý mình không biết tên đó. 3 gói chút xíu như thế này, mua chỉ có 7 bịch như thế này. 3 cái này tặng cho cô giáo, còn 3 cái này, còn 4 cái này tặng cho người quen của mình. Chút xíu như này mà hết 100 mấy chục đồng đó mọi người. Nói chung là dễ thương. Cái mùi cũng rất là nhẹ nhàng, 2 mùi khác nhau này, hai ba mùi khác nhau, là dễ thương không? Đó, hôm nay chỉ sơ sơ như thế thôi để đi tặng. Đây cái này, cái này là đưa riêng luôn chứ không đưa đưa cái bịch này thôi chứ không có cái bịch ở ngoài. Đây cái này cho cô giáo. Ở bên này chỉ tặng không có ngày 20 tháng 11 giống như Việt Nam, chỉ tặng ngày lễ Noel với Tết thôi đó mọi người. Đây đây đây. Trường học đẹp chưa? Trang. Mình thì ghi cho Rebecca, ok? Good morning. Press close voice away. Oh,
thank you so much. Thank you. Miss Rebecca's right out here. Mindy, no. Miss Rebecca. Oh. Wait, Mindy, come. Come, you want to give it to Miss Rebecca? Miss Rebecca, Mindy has something to give you. Okay, I'm coming. I'm coming. Where's Lila? Lila? Thank you. Oh, girl. Thank you. Oh, wait, I want to hug. Thank you. You ready for the Christmas party today? Yes. We're taking lots of pictures today. Five big Christmas pictures. Thank you. Mình sẽ đi qua một vòng để cho mọi người thấy những cái sản phẩm của các bé đi học để làm trong trường, treo lên trước cửa phòng của mỗi lớp, rất là đẹp luôn, các bé rất là thích đi học, nói chung là thích nhiều lắm luôn đó. Tốn tiền thiệt nhưng mà các bé thích là được, đúng không mọi người? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để có những video hấp dẫn tiếp theo. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh thật ấm áp và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.